Này, cậu đừng có nói bậy nhá. Bác ơi, chắc là bác có hiểu lầm gì rồi ạ. Cô đứng mà phá đám tôi. Cô có tin là tôi đuổi việc cô không? Tôi là Linh, thư ký riêng của giám đốc Trung, một thư ký chuyên nghiệp. Mời vào. Giám đốc ơi, đây là thuốc dạ dày, anh uống đi ạ. Để bây giờ em đi lấy nước ấm và đồ ăn cho anh nhé. Giám đốc là món quà của em. Bây giờ anh ăn đi rồi uống thuốc ạ. Để bây giờ em đi qua phòng họp để chuẩn bị tài liệu. À, bạn này, đợt tới công ty ta có nhân sự mới tên là Thư có đúng không? À, Thư làm bên phòng kế toán phải không ạ? Cô ấy là người yêu cũ của tôi. Có gì cô giúp đỡ cô ấy trong công việc nhá. Dạ vâng ạ, em sẽ giúp đỡ hết sức mình. Thôi, cô đi ra đi. Anh à, bây giờ thì em đã là nhân viên của anh rồi. Anh nhớ chiếu cố em nhiều nhiều vào nhá. Nếu có gì mà em không hiểu, em có thể hỏi anh. Em nhớ là ngày trước chúng ta đã từng rất là yêu nhau cơ mà. Lúc đó em vẫn còn nhỏ, em chưa hiểu chuyện nên mới chia tay anh thôi. Bây giờ chúng mình quay lại với nhau đi. Đi anh, em vẫn còn yêu anh rất là nhiều mà. Chị ơi, chị ơi, tình cũ không rủ cũng đến. Người yêu cũ của sếp Trung đang trong phòng làm việc của anh ấy kìa. Nghe đâu là muốn cướp chồng chị đấy. Sao cơ? Này, cậu đừng có nói bậy nhá. Chị đã lấy chồng bao giờ đâu. Mà người yêu cũ của anh Trung á, à, có phải là kế toán Thư của đúng không? Ừ, đúng rồi. Nghe đâu là ở trong phòng anh Trung á, cả tiếng hồ rồi đấy. Anh khó chịu lắm, đuổi mãi không đi, làm kinh như được. À, sếp khó chịu, à, sếp nhăn nhó. Thế thì chắc là sếp bị đau dạ dày rồi. Thôi, để chị đi xem thế nào. Chị thử xem thế nào. Bởi vì là không cần thận nó mất chồng tương lai như bỡn. Ừ. Đi đi. Có được không hả anh? Vào đi. Đối tác ở bên hàng đã đến rồi ạ. Họ đang đợi anh ở phòng họp. Này, hôm nay Trung Quốc có bận. Cô đứng mà phá đám tôi. Anh quên mất đấy. Hôm nay anh có cuộc họp thật. Anh xin lỗi nhưng mà bây giờ anh phải đi ngay. Đây là Linh, thư ký của anh. Nếu mà em có gì mà vướng mắc ấy thì em có thể hỏi cô ấy nhá. Ơ, chào cô. Thuốc đau dạ dày và bánh, nước em đã để ở trên bàn họp rồi ạ. Có gì anh ăn nhẹ rồi uống nhá. Anh cảm ơn. Ơ, anh Trung. Bực mình mà. Được rồi, cô sẽ chết với tôi mà xem. Bác đến đây để gặp anh Trung có phải không ạ? À, bác có việc gì không? Để bây giờ cháu đi tìm anh Trung luôn ạ. Không cần. Tôi đến đây để xem thử mặt mũi cô nữ thư ký xinh đẹp đầy danh tiếng của con trai tôi là ai mà lại dám lên mặt để đuổi con dâu tương lai của tôi về. Đấy, bác có thấy không? Làm gì có nữ thư ký nào tự nhiên tốt với sếp đâu bác. Cô ấy à, chắc chắn định dụ dỗ anh Trung cho mà xem. Này, cô ăn nói hơi quá đáng rồi đấy. Tôi là thư ký riêng của anh ấy. Tôi quan tâm chăm sóc anh ấy. Trong giờ làm việc đấy là chuyện bình thường mà. Bác thấy đấy, cháu có gì quá đáng đâu. Tự nhiên cô ấy nổi giận với cháu. Tôi xin lỗi vì tôi đã không hiểu cô nhé. Cô... Linh à, tại sao gọi
đánh tôi như thế? Cô làm gì thế hả? Tại sao cô lại đánh cái Thư? Cô có tin là tôi đuổi việc cô không? Dạ, cháu có làm gì đâu ạ. Thôi bác ạ, cháu không trách cô ấy đâu. Cô ấy lúc nào cũng quá đáng như thế. Lần sau cháu cũng ở cạnh cô ấy nhiều là được bác ạ. Cháu lương thiện quá. Thằng Trung nhà bác có phước mới quen được cháu. Còn cô ấy cứ liều hồn đấy. Thôi bác đừng giận nữa bác ạ. Giận dữ không tốt cho sắc đẹp đâu. Để cháu cho bác đi sửa ba nhá. Sửa ba sắc đẹp hạnh phúc. Sửa ba đấy nhá, công nghệ tiên tiến lắm. Làm nên mặt đẹp long lanh luôn bác ạ. Có thật không hả cháu? Da của bác bị nám với tàn nhang. Mà khổ nỗi ấy, bác dị ứng mỹ phẩm. Bác cũng muốn đến spa làm đẹp, nhưng mà chả biết chỗ nào uy tín cả. À, mấy cái nút nám bé tí thôi ạ. Bác yên tâm đi, ở đó chữa được hết. Bác nhìn da của cháu này, mịn màng trắng khỏe thế này là do đi spa nhiều đấy bác ạ. Thế à, được. Thế thì cháu đưa bác đi ngay nhá. Dạ vâng ạ. Bác ơi, khoan đã, bác đừng có đi ạ. Cái chỗ spa mà Thư vừa nói, đấy là spa lừa đảo đấy ạ. Cô vừa nói cái gì đấy hả? Tôi đưa mẹ chồng tôi đi spa, liên can gì đến cô? À, tôi biết rồi. Chắc là do cô ghen tị với tôi, nên là cô cố tình đâm chọt tôi có đúng không? Dạ đây ạ, nếu mà bác không tin thì bác có thể xem những bài báo viết về sự lừa đảo của spa ạ. Hôm trước cháu vô tình đi ngang qua thì thấy Thư với là cô chủ spa đi tìm những khách hàng tiềm năng rồi lừa họ sử dụng cho họ những sản phẩm mà kém chất lượng và rẻ tiền đấy ạ. Không ngờ bác tin tưởng cháu mà cháu lại làm ra những chuyện như thế này. Cháu định lừa bác sao? Dạ, cũng chính vì như thế. Lúc mà anh Trung đang bị đau dạ dày thì cô Thư đến đây. Cháu chỉ muốn anh Trung thoát khỏi Thư để anh ấy đảm bảo về việc ăn uống hơn thôi ạ. Cô đúng là đồ lừa đảo, lươn lẹo. Thế mà cô lại định lừa tôi à? Dụ dỗ tôi để thay cô ra mặt hay sao? Cô đúng là trơ trẽn. Xin lỗi cô ấy ngay, rồi cút khỏi công ty. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô ở đây nữa. Cháu cảm ơn bác ạ. Không sao, bác xin lỗi cháu. Tại bác tin người quá nên đã trách lầm cháu. Dạ, cháu có món quà muốn tặng bác ạ. Đây là... Dạ, đây là kem dưỡng da ban đêm Olin và serum trị nám Olin đấy ạ. Cháu đã quan sát bác từ lúc mà bác bước vào. Cháu thấy bác bị nám và tàn nhang. Đây là dấu hiệu của sự lão hóa đấy ạ. Cháu thấy mẹ cháu sử dụng hai sản phẩm này rất hiệu quả trong thời gian ngắn á. Thành phần thì từ thiên nhiên, không gây kích ứng da, nhất là da nhạy cảm đấy ạ. Có thật không? Bác sử dụng nhiều mỹ phẩm nhưng mà không có hiệu quả, lại còn bị dị ứng nữa. Điều đấy làm bác rất là buồn. Dạ, bác không thử thì làm sao mà biết được ạ? Bác cứ mang về sử dụng đi ạ. Nếu mà bác không thấy hiệu quả ấy, bác cứ đến đây gặp cháu, cháu sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Bác cảm ơn cháu. Bác xin lỗi cháu vì đã hiểu lầm cháu. Thôi, bây giờ bác về đây, cháu làm việc đi nhá. Dạ, vâng ạ. Cháu chào bác. Bác về nhá. Linh. Dạ. Hình như mẹ anh vừa đến có phải không? Dạ. Mà có chuyện gì à? Không, không có chuyện gì đâu ạ. Mẹ anh chỉ đến hỏi thăm anh một chút thôi ạ. À, anh biết rồi. Dạ, vâng, em đi về phòng đấy ạ. Ừ. Thank you.
Tốt, em triển khai lô cho anh nhá. Vâng ạ. Ok. Ôi, đẹp quá. Mẹ. Mẹ, mẹ làm gì đấy à? Sao mẹ lại chụp ảnh con? Mà mẹ đến đây làm gì? Mẹ đến để tìm cái Linh. Mẹ đến bắt đền nó đấy. Dạ. Về cái bộ mỹ phẩm mà hôm trước nó tặng mẹ. Bác tìm cháu à? Cháu đây à? Nhưng mà bác sử dụng bộ mỹ phẩm đấy có chuyện gì ạ? À không, mà ngược lại, sản phẩm tốt lắm cháu ạ. Cháu nhìn xem, sản phẩm nó làm cho bác đẹp hơn đúng không? Da của bác hết nám tàn nhang, bớt nhăn mà lại tăng sự đàn hồi cho da nữa. May nhờ có cháu mà bác mới biết đến mỹ phẩm Olen, rất dễ dùng mà lại hiệu quả nữa. Bác cảm ơn cháu nhá. Mà con nữa, nên thưởng cho cái Linh vào. Con bé vừa tốt tính, lại dễ thương nữa. Dạ. Thế mà cháu cứ tưởng... Sao hả cháu? À, không có gì đâu ạ. Mà mẹ bảo này, hiện tại nhà mình đang thiếu một người con dâu. Cái Linh ấy, nó vừa tốt tính, lại chỉn chu, biết quan tâm chăm sóc người khác. Nếu mà Tết năm nay con đưa nó về nhà mình ăn Tết được thì tốt quá. Hai đứa tình cảm thế này ấy, mẹ vui lắm. Bác ơi, chắc là bác có hiểu lầm gì rồi ạ. Lúc nãy chỉ là cháu sơ ý, cháu vấp ngã thôi ạ. Chứ cháu chỉ là thư ký riêng của anh Trung, chứ không có chuyện gì xảy ra đâu ạ. À, với cả trong công việc, cháu có nguyên tắc riêng của cháu. Cháu không yêu ở nơi công sở. Thôi bây giờ cháu có chút việc, cháu đi đây ạ. Cháu chào bác. Kìa, Linh. Thế hai đứa không có gì à? Dạ, con cũng muốn lắm nhưng mà có vẻ cô ấy hơi khó. Cái thằng gì khó này? Cái mẹ, đau con. Cái Linh nó tốt tính như thế mà con không biết cưa cẩm để đưa nó về nhà. Đúng là cái thằng vô dụng, chỉ biết kiếm tiền thôi. Mẹ yên tâm đi, con sẽ khiến cô ấy thay đổi nguyên tắc của mình. Với lại, mẹ cứ chuẩn bị tinh thần trước đi. Con sẽ đưa Linh về ra mắt mẹ. Được, anh hứa đấy nhá. Đường Đường là vợ của một giám đốc. Mà trông có khác gì con ô xin không? Hả? Em định làm mất mặt của anh à? Hai người! Tôi không muốn đi! Cút ra khỏi nhà tôi! Ngày mai, tôi sẽ bắt đầu làm thủ tục ly hôn với cô! Mẹ dậy rồi đấy à? Mẹ thấy con lọc cọc suốt đêm, sao không ngủ thêm đi? Dậy sớm làm gì mà nấu nướng thế này? Con thức đến 2 giờ sáng thôi ạ. 2 giờ là muộn lắm rồi, sao con không ngủ thêm đi? Con nhận việc của người ta rồi, nên là con phải có ý thức hoàn thành trách nhiệm ạ. Thế thì sáng ra ngủ thêm đi, dậy sớm làm cái gì? Mẹ đừng có lo. Tại vì mẹ với cả anh Trung quen ăn sáng ở nhà rồi mà, nên là con dậy làm nháng một tí là xong. Thế từ lần sau, để mẹ dậy mẹ nấu cho. Còn thức khuya nhiều quá, giạc người ra đấy. Con bảo rồi mà, mẹ đừng có lo. Con làm nhanh mà. À, hôm nay nhá, con nấu món mì vằn thắn mà mẹ thích đấy. Sự bố cổ, chỉ giỏi chăm sóc cho người khác thôi, còn bản thân mình thì chẳng có lo gì cả. Anh, mẹ ạ. Anh ngồi xuống đi. Con mời mẹ. Hôm nay em nấu món mì vằn thắn mà anh thích đấy. Mì gì mà cứ nhạt tuệt tuệt này? Ăn kiểu gì? Chắc là em ninh xương chưa được kỹ. Thế thì lần sau phải dậy sớm mà ninh đi. Nó đã thức khuya dậy sớm nấu bữa ăn sáng cho anh. Anh không biết ơn thì thôi, lại còn hoạnh hoẹ. Mẹ thì nhiều khi con nghĩ ấy, mẹ là mẹ của con hay là mẹ là mẹ vợ con ấy. Mẹ chỉ bênh vực cái đúng thôi. Thôi thôi thôi, con không muốn nói chuyện với mẹ nữa. Tôi đây. Tôi có tham gia hội nghị, sao đây? Vợ tôi bận lắm, không tham gia được đâu. Thế nhá. Anh ơi anh, em rảnh lắm, em không có việc gì đâu. Bảo bận thì là bận. Con à, hãy con ăn đi.
Alo anh đây. Ừ, chiều nay đi họp hội nghị khách hàng với anh nhá. Ờ, tí nữa ấy, anh qua đón em luôn, rồi dẫn em đi mua mấy bộ váy. Ừ, hội nghị khách hàng quan trọng lắm, em đi với anh mà ăn mặc xuề xòa là không được đâu. Ừ, thế nhá. Em làm cái gì đấy? Cứ như mà. Em bảo là em có thể đi được cùng anh mà, tại sao anh lại gọi như người khác? Này, từ bao giờ em cho mình cái quyền xem vào công việc của anh đấy? Không phải là em xem vào công việc của anh, nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Hả? Cái việc em nghe trộm anh gọi điện thoại cho người khác, đấy không phải là xem vào công việc của anh thì là cái gì? Rõ ràng là anh biết thừa là em có thể hoàn toàn đi được cùng với anh, nhưng mà đằng này anh toàn kiềm cớ để em không đi được. Em hỏi anh nhá, bây giờ anh thử đặt địa vị anh vào em xem, anh có thấy tủi thân không? Này, em nói thế thì anh cũng nói thật luôn nhá. Em thử nhìn lại bản thân của mình đi. Đường đường là vợ của một giám đốc mà trông có khác gì con ô xin không hả? Em định làm mất mặt của anh à? Anh bảo em là ô xin á? Con quá đáng rồi đấy. Mẹ, mẹ không hiểu con được đâu. Mà thôi, bây giờ con đi làm đây. Với lại tối nay con có cuộc họp, chắc là về muộn đấy. Con đi đây. Bây giờ cũng đến giờ đi chợ rồi, con đi chợ đây ạ. Lẽ ra đi du lịch 2 ngày, nhưng vì xe cộ nó hỏng nên không đi được. Thôi lần sau mẹ sẽ cùng cho con nhé. Vâng ạ. Mẹ ơi, tại sao cửa nhà thầy mở đấy kia ạ? Chắc thằng Trung ở nhà. Nhưng mà đáng nhẽ ra giờ này anh phải đi làm rồi chứ ạ? Ừ. Để nói với anh, tôi
quá thất vọng về anh rồi. Mẹ, mẹ ơi con xin lỗi mẹ, con xin phép con về nhà con đây ạ. Kìa Linh, Linh. Về nhà với mẹ đi con. Mấy ngày hôm nay con không có ở nhà. Nhà mình cô quạnh lắm. Về nhà với mẹ đi. Mẹ ơi, con cần có thêm thời gian để suy nghĩ ạ. Thôi, con đã quyết định như vậy rồi thì mẹ cũng tôn trọng ý của con. Linh này. Cái gì đây hả mẹ? Serum trị nám và kem dưỡng da ban đêm của Olin. Mẹ đã tìm hiểu kỹ rồi. Mẹ cũng hỏi một số người dùng thử, ai cũng khen là rất tốt. Hai sản phẩm này sẽ giúp con làm mờ nám và dưỡng da trắng hồng. Con dùng thử đi nhá. Dạ. Phụ nữ phải đẹp con ạ. Quan tâm đến người khác cũng rất là tốt, nhưng mà phải dành thời gian để quan tâm đến bản thân mình. Bằng cách ấy thì con mới nâng cao được giá trị của bản thân. Lại khu vực cơm ăn hả mày? Không ai nấu. Cái gì? Anh sướng quen rồi, giờ khổ vài ngày xem sao. Vợ đẹp ngoan hiền là thế, biết chăm lo cho gia đình nhà chồng, đảm đang tháo vát. Thế mà anh nữa. Anh, đúng là tôi thất vọng vì anh quá. Ôi, mẹ ơi, cô ta cũng chỉ mua chuộc mẹ mấy bữa cơm thôi. Không có người này thì mình lại có người khác, lo gì. Biết điều, anh sang xin lỗi ông bà thông gia, xin lỗi cái Linh rồi đón nó về đây. Ôi, con chịu, đi được thì đi luôn đi, về làm cái gì. Vắng cô thì sợ vẫn đông. Chào mẹ ạ. Chào anh. Mẹ, mẹ cái gì? Ai cho phép cô gọi tôi là mẹ? Con à? Mày. Ui, mẹ ơi, do cô ta bỏ nhà mình đi, rồi bỏ chồng của mình, thì bây giờ con phải kiếm một người vợ về để chăm sóc cho gia đình mình. Đấy là điều đương nhiên.
Mẹ yên tâm, từ giờ con lại chăm sóc cho mẹ và anh Trung ạ. Mẹ uống sữa đi mẹ. Chúng mày bị... Ok mẹ. Mẹ bị sao thế hả anh? Mẹ anh bị huyết áp cao, chắc là mẹ bị sốc quá. Thôi, để anh đưa mẹ vào phòng. Dạ vâng. Đi mẹ. Đúng là rách việc. Alo, anh à, anh làm việc thế nào rồi? Anh yên tâm, ở nhà mẹ đã có em lo rồi cơ mà. Có gì đâu, mẹ anh cũng là mẹ em mà. Mẹ nhất định sẽ thích em mà. Dạ, em biết rồi, em chào anh ạ. Nhìn cái gì mà nhìn? Bà có tin tôi chọc mù mắt đàn bà không? Này, bà trêu tức tôi có đúng không? Đã ngu si rồi, lại còn bẩn thỉu nữa. Bà cản đường con này hơi bị lâu rồi đấy nhá. Nếu không cái loại bà ấy, tôi đã là phu nhân giám đốc lâu rồi. Được rồi, bà thích cái con ô xin kia đúng không? Đã thế nhá, tôi cho bà biết thế nào là thích luôn. Hôm nay bà là còn dám đánh lại tôi nữa à? Được rồi, thế thì bà chết. Chính là một con quỷ đấy. Thế nên hôm nay tao đã tiện hai mẹ con nhà mày đi trường dương dương luôn. Cái nhà này là của tao, vị trí phu nhân tổng giám đốc là của tao. Thưa ơi cô đây, cô làm gì đấy? Đi ra. Anh Trung ơi, em sợ lắm, cô tự đánh em. Tôi không có. Cô tự thấy em chậm mẹ, mẹ thích em nên cô ta đánh em đau lắm. Này, cô đừng có ngậm máu phun người nhá. Cô ngậm máu đi, cô ra khỏi nhà tôi. Ngày mai tôi sẽ bắt đầu làm thủ tục ly hôn với cô. Cô ra ngoài. Bà đã thấy chưa, liệu có thân hồn đấy. Uống nước đi. Em vừa pha sinh tố cho mẹ xong, mẹ uống được nhiều lắm, rất là tốt cho sức khỏe luôn anh ạ. Vậy em cố gắng chăm sóc mẹ nhé. Đương nhiên rồi, mẹ của anh cũng là mẹ của em mà. À mà thủ tục ly hôn anh làm đến đâu rồi? Anh chuẩn bị nói chuyện với luật sư. Bà trêu tức tôi có đúng không? Cái gì đấy? Đưa đây! Tôi bảo đưa đây! Linh! Cô đến đây làm gì? Tôi đến đây để đón mẹ đi. Các người vui vẻ hạnh phúc ấy, tôi không quan tâm. Anh muốn ly hôn nhanh cũng được, anh muốn không chia tài sản cũng được. Tôi chỉ mong anh ý, anh để cho tôi đón mẹ đi. Tôi muốn chăm sóc mẹ. Cô... Mẹ, con giống hoàng của mẹ. Mẹ không sao, mẹ không sao con ạ. Mẹ, đúng là ông trời có mắt ạ. Phải, ông trời có mắt nên mẹ không làm sao cả. Mẹ không sao con ạ. Bà, tại sao bà lại lừa chúng tôi? Phải, lừa? À, chắc là vừa xem tivi rồi đúng không? Vậy là... Chuyện này là do mẹ làm ạ? Không, nó làm chứ, con hồ ly tinh này nó làm. Mẹ chỉ đặt máy quay lại thôi. Mẹ muốn con để nhìn rõ bộ mặt thật của nó. Bà được lắm. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Xin lỗi mẹ à? Không, người xin lỗi không phải là mẹ, mà là cái Linh, người vợ Thảo, dâu hiền này.
Mẹ muốn con mở mắt to ra xem ai mới là người đáng trân trọng. Linh, anh... Anh đừng có nói gì nữa. Tình cảm của chúng ta ấy, bây giờ đã nguội lạnh rồi. Mẹ, mẹ đi theo con chăm sóc mẹ nhá. Không, em không phải đi đâu cả. Mà người rời khỏi đây là cô ta, chứ không phải là em. Anh Trung à, em yêu anh mà, anh tha thứ cho em đi. Đi mau đi. Tôi đúng là thằng ngu khi đã bỏ vợ mình để chạy theo cô. Nhưng bây giờ tôi biết tôi sai rồi. Cô không hợp với tôi đâu. Cô cút đi. Cô cút khỏi nhà tôi ngay. Anh Hà, anh sai rồi, anh tha cho em đi anh. Cô nộp đơn nghỉ việc ngay cho tôi, nhanh. Đừng để tôi phải kiện cô về tội hành hung mẹ tôi. Cút. Anh biết lỗi lầm của anh gây ra rất là lớn. Anh chỉ xin em một điều, là em có thể tha thứ cho anh được không? Anh sẽ chờ em tha thứ cho anh. Còn bây giờ em không phải đi đâu hết. Đây là nhà em. Người phải rời khỏi đây là anh, chứ không phải là em. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe và chăm sóc vợ con giúp con nhé. Con xin lỗi. Vợ chồng trải qua sóng gió sẽ hiểu nhau hơn và càng bền chặt hơn con ạ. Anh đừng có đi đâu cả. Sóng gió qua rồi, gia đình chúng ta lại sống hạnh phúc các con nhé. Anh xin lỗi.